Đất Phương Nam chào cả nhà nha. Bữa nay mình đi thả câu cá trang nha. Quá trời nước à. Lúc trước là cầu nó gần con ló, giờ còn xíu nó ngập luôn rồi. Mình cũng thả màu ven cột luôn, một chú sim. Bữa nay mình thả 250 lưỡi nha. Bữa nay đi với bà xã. Giờ đường nó ngập lúc trơn. Bây giờ mình cũng xuống xong cá bé mình thả, mà không biết thả khúc nào, chạy dài dưới thấy khúc nào im thả nha. Rồi xuống tới dưới mình thả mình quay nhà xem nha. Giờ mình đi. Bây giờ cũng quá trời trơn trợt rồi. Mực nước là hiện tại là lên khoảng tháng trước là lên khoảng 6 hoặc 7 tấc nước đó nha. Cái cầu cũng trước ló bây giờ còn cái góc này cao nhất là ló thôi. Thả đây luôn cả nhà ơi. Đây là sông Cá Bé, ngã Ba Dàm, nằm về huyện Đồng Điền, tỉnh Kiên Giang. Rồi bắt đầu ở đây mình thả chạy kia luôn nha. Thả xuống Ngọc Phúc 4. Tại đây là Ngọc Phúc 1. Ngã Ba Dàm Ngọc Phúc 1, thả dài xuống Ngọc Phúc 4. Tại giờ ghe lúa cũng nhiều quá rồi mình dằn lại cho nó đừng có trôi diện lên, khỏi mắc câu, mình câu gì. Cái này mình thả một cái cục nữa nha, chú chim. Còn chú là tôi nó dễ gã quá, móc khó là dễ gã nó rồi. Giờ mình cũng thả dài xuống cầu keo còn tốt hơn. Sáng đi cuốn kẹo anh em mình chào cả nhà nha. Sáng này mình với anh ba đi cuốn câu. Đây là sông Cá Bé. Đây là ngã Ba Dàm. Ngã Ba Dàm này là chạy lên trên khoảng cây xuống đó là tới chợ Ngọc Trúc. Còn nó là cầu sông Cái Bé, cầu treo sông Cái Bé. Bây giờ bắt lại cầu sắt nha, trước là cầu treo. Hôm nay mình đi với anh ba. Rồi hôm nay thợ mới nha nha, cũng câu hơi chậm xíu. Ở đây là sông Cá Bé, huyện Đồng Điền, tỉnh Kiên Giang. Trời hiện tại đang vô bão nha nha. Chừng chút xíu nữa là mưa tới chừng. Giờ đang thui nữa chứ nè. Ồ, trước có dính thì gần ba đốp dữ kìa. Có giật hả? Có dính ở nhà kìa. Bị nhà sen này. Đó. Nè. Tới luôn luôn ha. Rồi con đầu tiên luôn. Rồi, bữa nay mình cũng quên dợt luôn nè. Giật đại lắm sao, ném dây tới giật luôn. Dạ. Chú đầu tiên. Rồi chút xíu bỏ sập. Anh ba mình tên Sĩ. Ngày xưa ở nhà cũng đi giăng câu giăng lưới, nhưng mà đời sống cũng khó khăn là đi làm công ty á. Bây giờ anh cũng có vài cơn bệnh đau lưng này kia đó, không làm nữa rồi về nhà cũng đi làm hồ làm này kia rồi, bà con làm mướn gì làm nấy. Rồi thời tiết mưa luôn nha ơi, mưa tới luôn. Bữa nay hôm qua vô bão gió quá luôn, bữa nay sáng này đổ mưa nữa, chắc hôm nay vô chính thức luôn. Hôm qua thì vô bão mà nguyên ngày mai chưa mưa. Lôi dây ra ngoài dữ ha, có dính nhưng mà nó gọn gọn vậy. Chứ nào, ồ sát bên luôn, cái nhỏ. Ồ cá bự mà. Không tới ngay luôn. Hay luôn. Cá ú quá nhờ coi nè. Cá nút lưỡi mình cắt dây về nữa mình tóm lại. Quá đã. Mà vậy lôi dây tút ngoài luôn. Ghe tàu chạy quá sống luôn. Có dính hả? Rồi có dính luôn nha. Kìa nó nổi lên luôn. Anh ba sát cáo ta cũng dính hoài ha. Nãy dính được chú có chết nè. Ló mỏ luôn hả? Lên hàng luôn. Ồ, các cái sóng lưỡi luôn mới ghê chứ. Bỏ vô vỏ luôn. Lắm tay đầu tích sao chịu nổi. Mình thả oxy vô cho nó sống lâu chút nữa nha. Rồi tiếp tục luôn. Tại anh ba nói lâu lắm rồi không có đi thả câu á, đi cuốn một bữa coi cảm giác làm sao. Ngày xưa anh cũng hay thả câu thiên á, câu thiên gọi là thả câu cá chê á, cũng giống như này mà lưỡi rất nhỏ, tại dính cá chê, cái gô, cá lóc. Rồi thời gian đi làm Bình Dương á, rồi giờ mới về. Một sắc bên nó hay nha, tuyệt vọng nha. Hôm nay dính cá cũng không được lớn nha, khoảng ký à. Lưỡi là lôi ra không sao đâu, rồi vô gạo luôn rồi. Ủa? Để con trống riêng nữa sao? Con chịu trống riêng nữa chứ ơi. Phải tấm lạng vậy. Lâu trống riêng nữa rồi. Cá vồ sáng gần dính mấy con đốm đốm đèn. hết trơn rồi. Coi dính như nào dùng thả tay vô dễ hơn. Rồi vô gạo luôn. Ngay cây luôn rồi. Anh lần theo dây luôn đi. Có dính không ba? Sảy hả? Rồi cái đó nó sảy nha. Bữa nay trời vô bão anh em mình bảo cá luôn nha. Bây giờ thấy nó có lý rồi. Cá nhỏ không? Dính hả? Rồi có dính tiếp tục rồi. Ở đường trước kìa, đằng trước. Ủa dính trước hả? Ôi đằng trước đó á. Ô. Trước đặng chắc ăn là dính anh chị. Kìa kìa bơi dây lên nè, nắng mà nó khoảng đấy. Ờ anh chị nó dính đây, đằng đây cá nó ụt. Cũng đây mà đằng kia nó lội thấy ham ha. Rồi, nó phơi dây cả nhà. Đó, cá dính là nó phơi dây gì đó. Anh em mình cũng trễ quá. Tại thời tiết cũng mưa rồi cũng sớm quá thấy cực. Phơi dây cái này cây lúa ngang cái ngọt thì dính luôn, dính nguyên liền câu luôn. Và cá to chứ này. Dãy cái em mới luôn á. Cứ nếm chay là chưa không sao đâu. Wow. Cá bị gì mà cái đuôi nó bây giờ mình đưa vô luôn, mình cắt luôn nè. Ừ. Các bạn đưa vô cắt sao? Rồi, rồi lúa tới luôn. Rồi cái lúa tới luôn nè. Lâu nữa hả ba? Ồ dính trước này rồi, đó nữa kìa. Wow, cá bự anh ơi. Cỡ nãy không hết đâu à. Wow. À, cái máy này quay nhum là không được đó nha. Máy dưới nước này quay không nhum không được. À, chà bá. Quên em dợp theo. Đây. Quá mạnh này, không đứt lưỡi đâu không sao đâu, mạnh quá rồi cầm nó quát tay luôn nha. Rồi, rồi bỏ vô các dây sau đi, nhúng đầu nhúng ít cho chắc ăn đi để để cái gai cũng hủng quá, dở lên sao lên đây không ra đâu. Thêm nước nữa không? Hơi đặc rồi đó. Nghề giăng câu này của anh ba nha, của anh ba Sĩ. Nhưng mà lâu quá đi Bình Dương làm á, cuộc sống ở quê cũng khó khăn á, không có ruộng đất á, rồi phải đi làm. Rồi thời gian rồi giờ anh cũng có hơi mắc bệnh đau lưng á, rồi ta làm không nổi nó về. Ở quê cuộc sống cũng rất là khó khăn ở nhà. Theo kêu ảnh theo phụ tước mình cuốn câu này kia được. Dính cũng mấy cái chết này nè. Dính rồi. có dính luôn. Bự không, thấy lôi mạnh vậy. Cá trời mưa này nó lôi sát bên mới biết cái này, không lôi xa. Cái chục con này thấy đầy hầm luôn. Giao xe lưng anh. Từ từ cho chắc ha. Này kiếm cá khủng khủng lôi vô đã tay ai. Sát bên cũng thấy nha, cái mắt tàu lá. Nó khá to luôn nha. Còn nó vuột đây. Nó dính mép dưới nè, nó vuột xong rồi nó dính là mép kia. Mắt tàu lá đã lôi tàu lá lên mới thấy luôn. Cái này cá bự hơn không đấy. Cái này mình có 3 kg rồi. Mà mắc tàu lá không hay ho luôn. Lôi thấy đầu lên nó vuột luôn. Nó còn dài ghê ha. Móc ngoái quá. Cái móc nó rộng lắm, ủa cái móc nó sâu lắm thì nó 3 kg rồi. Vô thả oxy đi. Rồi đầy hầm luôn quá nhà ơi. Chút xíu để ngoài luôn quá. Cái nhỏ để ngoài luôn ba. Sát bên nữa thấy. Lôi tàu lá lên gỡ lá rồi ló đậu luôn. Còn nó giờ dính được 3 chú nữa nha, dính sát bên luôn bây giờ. Rồi ra nó có lôi nữa. Tại vì cá này mưa này nó lôi sát bên không nha. Cũng khó nhận ra đó. Con cá này nó lôi lên bờ luôn mới thấy dạng quá. Cái trong giờ đầy vậy. Mình chỉ lượm cái bự mình khỏi thôi. Rồi lên hàng luôn. Quá trời cá này ngon ha, nó vàng kìa. Con cá này vàng khe của nhà ơi. Còn tiền cả. Phải là cá cha hay là cá dứa ta. Để đây cá bự bỏ vô lại đi. Trong giờ nó đầy luôn nha. Thì bữa nay với cá nhiều. Ồ, giờ thấy vô nguyên luôn rồi. Cái nhỏ để ngoài luôn. Cũng sắp hết câu rồi. Rồi cá mỏi tay luôn ha. Ồ, có dính luôn nè. Đòn trước nè. 2 con luôn chứ. 2 con luôn. Chỗ 2 con luôn. Toàn máy là qua đó chứ. Máy là qua đó. Để gõ mình cẩm quá. Wow. Cái gần que luôn ha. Ủa dính 2 con luôn rồi. Để kế dính luôn. Chính hàm anh ta. Kìa, lôi ra. Rồi hết câu luôn nha, về nhà mình bắt lên quay có nhà xem nha. Giờ này hai anh em mình về, mình đi hơi trễ á, đúng giờ này cũng 11 giờ luôn rồi, 11 giờ 10 luôn rồi, quá trễ rồi. Cái giờ mấy con chết thì muốn xình luôn rồi, mấy cái sóng này ngập luôn đó. Rồi mình bắt cá lên luôn, nay trúng cá rồi nha. Đây là cá chết này, là cá nhỏ chết quá nhiều luôn, mười mấy cái nhỏ. Thao cá chết luôn, và khi nó vào cái đường xỉa này. Rồi bắt đầu bắt cá sống, nước vô nước thôi bắt lại đi, nhanh đi, đứng đuôi đi. Chết luôn rồi. Nè, vô rồi. Cá này không có kỳ cũng gì. Ủa xì tới đây nó mạnh đấy ha. Rồi cảnh Hương Kiên tiếp rồi. Rồi kết quả mình nhà chút xíu lên mình cân cho nhà xem nha. Này là kinh phí, cái này bảo cá luôn rồi. Nhà giờ mình cân thử coi. Rồi vô hình. Rồi đấy. Cái này 28 kg mấy, 29 kg đi. 28 kg đi, tự thao luôn. Rồi này cá sống. Còn này cá chết 17 kg. 17 kg. Vậy là 45 kg hả? Tổng cộng được 45 kg nè. Rồi cái này những fan hâm mộ nha ơi. Cá rồi đi theo nãy luôn. Rồi mình làm món giang luôn rồi. Rồi gần ngang thì tụi mình đi ăn. Ở đây chị ăn cà tay cơm, ăn cà tay cơm. Rồi cá mình thái nấu mẻ nha. Còn những số cá sống này mình dọn lại nè. Còn những số cá chết mình cũng cho nó ăn hết rồi, để làm khôi. Giờ mình lát ra mình nấu mẻ. Hấp dẫn nha. riêng nữa. Dạ. Ngoài nhà là có cụ riêng nữa. Dạ có. Có gì tại con riêng nữa. Chị đây chơi chị nấu mẻ luôn đó nha. Cách thức nấu dùng Bắc. Này bởi nấu dùng Bắc hả chị? Ờ nấu Bắc. Dạ. Nấu mẻ. Cá rất là tuyệt vời nha, tươi xanh luôn, vừa đi câu vừa đi ghe về. Vừa thả câu về. Thả câu về. Nãy chị có theo luôn. Ừ, cá này. Cá rất là ngon, thịt tươi xanh luôn. Ở trong này ăn cá sướng thật. Dạ. Đi làm món cá nhúng mẹ. Chị là đầu bếp rồi, trước chị buôn bán gì vậy? Chị trước chị làm hàng ăn. Dạ, phở bò. Chị làm trước đó là chị hồi từ năm tám mấy là chị nấu hàng ăn, nấu cơm. Dạ, nấu cơm. Nấu cơm cho khách đặt tiệc. Dạ. Còn đến năm 92 là chị bán, đến năm nói chung là mới đây là chị không chị mới nghỉ hàng ăn 2 năm nay. Dạ. Chị bán sau đây chị bán bún bò Huế. Bún bò Huế. Bán bún bò Huế đông khách lắm. Ngày cũng được ngày đêm vài trăm tô. Dạ. Sau đây thì món đó là đặc sản ở vùng Huế ha. Đặc sản vùng Huế, bún giò đó, bún bò giò heo đó, ngon. 30.000 tô ngon lắm. Dạ. Nhưng mà sau đây chị cũng bán. Sau đây mới từ năm ngoái năm nay chị cũng bán được mệt, anh chị mệt rồi tôi chị cũng bán. Dạ. Để nhà cho con nó làm tiệm làm neo. Cái này nước súp chị nấu không? Hôm nay đi vào Kiên Trang đi đi chơi rồi. Trải nghiệm luôn. Nấu làm cả nhúng mẹ. Đây là mẻ mình đổ nước vô rồi được cái gì? Ừ, lọc. Mình đổ chừng khoảng vừa nó chua nước nha. Nhiều quá thì nó ngoài là có cả nghệ đó. Nghệ luôn hả? Có luôn. Dạ có. Dạ có là một nghệ. Ngoài ra xay cả mẹ nghệ vô luôn. Dạ, này nấu đúng bài luôn ha. Ở đây em nấu nhiều khi món miền Tây này chế nhiều lắm. Nấu sao vừa miệng ăn chứ không có bài bản nhiều mấy. Ở quê mà. Món này chị có bỏ thêm nghệ rồi thêm ghiền nữa nha, ăn cho nó cay cay thơm thơm. Mình được nãy ăn bỏ là phải sát. Vừa bỏ miếng cho vàng nước đẹp hả gì? Bỏ vô thấy bắt mắt quá ha. Rồi xong hết cả nhà ơi. Đây là mâm cá tra. Đây là lẩu mẻ bà chị làm. Cùng mời cả nhà dùng với gia đình mình nghe, với mấy anh chị nè. Đó, mời bắt vô. Rồi mời cả nhà dùng lẩu mẻ với vài ly cu đế nha. Rồi vô luôn Cảnh ơi. Lẩu lòng rất khác ở đây chị, tại vì ở đây làm chỉ bỏ được cái màu trắng à. Nếu mà lẩu mẻ thì nó màu trắng chứ không có màu vàng gì. Chỉ có lẩu khóm mới màu vàng vậy. Rồi anh em mình vô một ly cho nó lạnh để nó ấm thôi. Từ bao vàng nhốt rồi. Các bạn vô nha. Vô. Wow. Tuyệt vời. Ngon dữ dằn lắm này. Giờ mình đưa qua cái rau vô đây trụng luôn, trụng ra cho mâm. Trụng rau. Đâu đổ này. Đưa con. Bên thôi. Nhìn mâm rau thấy chưa? Cá tươi, rau tươi. Lẩu này khoái đã luôn. Lâu đây mà trong đây ăn cá tươi. Ở trong Hàng nào mà Hồng bán thì chắc là không dưới 1 triệu. Ngoài kia ấy. Nâng đi lên. Cá thịt này mau chín lắm, bỏ vô nóng là nó chín nè. Nhúng mẻ rất là nhanh. Rồi cả nhà vô ha. Rồi cả nhà nha. Mẹ uống nữa. Nóng chứ. Đây anh, để em. Ủa, ngon quá các bạn ơi. Để em cắt coi. Ôi, xa thật. Anh rồi rồi. Đầu chắc thể là chưa chín đó, nhưng mà thịt đã chín nè. Miếng thịt rơi á, miếng phi lê á. Gấp ba cái thịt mỏng mỏng nè. Bỏ vô. Qua đã. Cái xếp xin bác. À, thích gì mình cứ ăn nấy đi, tại vì ở đây săn bắt được gì ăn nấy à. Gan cái hoành nó rất là béo, cả này rất là ngon. Chà, cá này với xong nó ngon lắm. Ăn mì, ăn ngọt. Mình mời các bạn nhé. Wow. Ngoài kia rất là thích ăn cá, mà trong này cá sông nó rất là lạ, nó ăn nó tươi, nó mát, kia chỉ có cá nuôi ngon. Cá ngoài kia là toàn cá nuôi không à. Còn đây là hợp. Mà đã lần bắt mới là ăn cá là hợp. Quá thích. Các cái rau trong này rất là phong phú nhá. Dễ ăn. Rau phong phú quá thật đó. Hôm bữa là mình ở đây đi hái bông điên điển với mùa nước nổi mà. Hôm nay hơi bận không hái được. Bông điển rất là nhiều luôn. Mùa nước này với rau muống đồng quá. Đó là chính. Dạ tại vì cá với sông này thịt nó rất là mềm, mình nếu mình thái mỏng quá là nó sẽ mau gã lắm. Dạ đúng rồi. Dạ. Mà các bạn uống ly nha. Cá hồi tối họ có giăng câu. Các bạn ơi, chúng mình ăn. Ngon nha. Không có nhà. Tuyệt vời. Đời chưa đến phim. Trời đó máy. Bỏ quá rồi. Năng nào mình bỏ vô vừa chín tấm năng không? Để nó quá không ngon. Nên mới ăn thử cái đây này. Có để yên em ăn được á. Cái vip đây. Chính là. Đây giờ mình xin ăn thử một miếng mang con cá, mang con cá đấy. Mà mình không ăn là này, nhưng mà theo giải thử là rất là ngon. Đây là ăn thử một miếng, nó sụp ngon lắm. Làm sạch nó ngon lắm. Sạch ngon lắm. Ngon nó béo. Để cái chèn muối sao ngon đấy. Rất là ngon. Chấm một cái mùi ớt xanh này là đẳng bài đẳng cấp. Mang con cá đâu quá được hay là mang cá đâu ăn thôi. Mấy loại cá ăn được mà. Cái mang cá nó cảnh có cấp mà. Người biết ăn thì người ra còn chỉ dường như những người chưa biết ăn đó, chứ không phải là ai cũng được ăn cái mang cái đó, con cá được muối mang. Cái sông này mang rất ngon. Ngon ơi. Tại vì nó ăn trái cây này kia đồ nhiều, đa số ăn trái cây. Đó ăn đi. Con cái đó mẹ. Ăn đi bán. Không ăn đâu mà nhìn ngon quá. Còn mẹ ăn thêm một cái ngon nữa thì con sẽ gấp cho mẹ một cái cải ngon đó. Mẹ chưa ăn. Chưa gì chiều chưa gì nữa. Dạ. Bữa nay là trải nghiệm ăn luôn ha. Chưa. À, vô rồi. Tại vì là gia đình mình cũng ở Bắc vào đây chưa ăn món này. Còn mình ở đây thì cũng 5 năm rồi. Cũng ăn thử qua rồi nên là ăn rất là hợp trong này, một tay trong nước. Ăn rất là ngon. Đây mình ăn giống gì cũng ngon chứ. Rồi cũng mời cả nhà dùng với gia đình anh em mình nha. Lẩu mẻ này dính cũng khá nhiều nha. Rồi video mình cũng xin kết thúc đây cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà những video sau nha. Chào cả nhà. Đây là anh chị ở ngoài Bắc vô tham quan. Vừa đi xe đi trải nghiệm rồi săn bắt ăn luôn. nó ngon lắm. Cây này món này rất là ngon này, là còn ngon nữa, rất là ngon. Đây là miếng gan cá, rất là béo, dạ. Tại sao mà ăn béo như thế? Chấm vào.